có rất nhiều người bán hàng rong trên đường phố, nhưng mà họ không được ủng hộ bởi nhà nước Việt Nam nói chung, và kiểu như báo chí vẫn thường hay phê bình các chất lượng của cái quán ăn đó, trong khi đó là một điểm rất thu hút khách nước ngoài khi đến Việt Nam. Thì em mơ ước về một chỗ mà có thể tập trung các người bán hàng rong lại và có thể và tập trung vào hướng dẫn cho họ cách làm thức ăn cho đúng vệ sinh an toàn thực phẩm, và nhưng mà có một khu để họ tập hợp lại và được nhà nước ủng hộ, không bị công an xua đuổi, và khu đó thì hoàn toàn có khả năng thu hút khách nước ngoài. Thì cái đó một phần là để phát triển hình ảnh du lịch của Việt Nam là thứ nhất, thứ hai là cũng giúp đỡ cho đời sống của những người bán hàng rong đó được phát triển một cách tốt hơn.